Xin được giới thiệu cùng với mọi người một mẫu thạch anh biến thể hàng nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Cái mẫu này là trong tự nhiên, nó nằm ở nó bị nhiễm phèn này, nên là nó có màu mật ong rất chỉ là đẹp, cái màu này hoàn toàn tự nhiên các bác nhé. Đây là mặt sau của viên đá. Viên đá này có hình đấy, mọi người, hình dáng rất đẹp. Mọi người nhìn các cái chóp này, nó bị biến thể, trông nó như là các vỉ trúc xếp lớp lên nhau. Thạch anh tự nhiên biến thể, tức là bình thường bản chất của thạch anh tinh thể nó là dạng thạch anh 6 cạnh, nhưng mà nó biến thể thì nó thành chi chít các nhiều cạnh, các hình dạng khác nhau, gọi là thạch anh biến thể. Viên này thì có chiều cao của đá là 14 cm và bề ngang này là 13 cm, và nó có khối lượng của đá nặng là 1,4 kg. Đá thì hoàn toàn nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Và hiện cái viên này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 300.000 đồng, chuyển khoản bao ship toàn quốc. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên. Đấy là cam kết với khách hàng 100% là hàng chuẩn thạch anh thiên nhiên tự nhiên. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.